Làm thế nào để trừ nhẩm một số cho 99? Muốn trừ nhẩm một số cho 99, ta chỉ việc lấy số đó cộng với 1 rồi trừ đi 100. 234 trừ 99, lấy 234 cộng 1 bằng 235 rồi trừ đi 100. 234 trừ 999, lấy 234 cộng 1 rồi trừ 100. 234 cộng 1 bằng 235 trừ 100 bằng 135. 475 trừ 99, ta lấy 475 cộng 1 rồi trừ 100 bằng 376. 687 trừ 99, lấy 687 cộng 1 rồi trừ 100 bằng 588. Tương tự, các em hãy tính nhẩm cho thầy phép tính sau, lấy 758 trừ 99 và comment đáp án của mình xuống phần bình luận video này. Các em thấy video hữu ích, hãy chia sẻ để lưu lại. Đăng ký kênh để nhận được nhiều bài học hay.